và đây một chiếc răng đã bị hỏng mất rồi và bây giờ nha sĩ sẽ tiến hành nhổ bỏ và thay thế vào nó là một chiếc uh, chân răng nhân tạo hay còn gọi là răng implant và các bạn thấy uh, bác sĩ sẽ phải khoan sâu hơn vào trong xương hàm và đặt một cái dụng cụ để mà cố định uh, cái implant ở trong xương này và đây là một trong những loại implant có khả năng uh, lưu giữ tốt hơn so với các loại khác hãy để lại bình luận bên dưới nhé